dở dãi bởi vì nó đang ăn bài lên con chưa ăn được chân con lấy một cái đĩa nữa xong là gì vậy mẹ nè. Ôi mẹ. Chân tay bị mà. Bác là gì?
Cho nốt thằng đấy xuống. Thank you.
Ôi trời ơi. Cần xúc cái gì hả? Cần xúc cơm mốt. Xúc cần đại. Mẹ, mẹ có chiều con. Con đổ xay này. Đây con đứng bên này thuận tay không? Này nó không như kiểu đi bốc măng hiểu không? Đi bốc măng không đi sớm người ta bốc hết. Thế là viên nó phải như thế. Viên nó phải thế. Đây bên này có một cây bên này.
Quay nó ở nhà nó mà bánh nhà treo cửa sổ. Thank you.
thì ngon quá nhỉ. Quay nhá. Đến đâu rồi mẹ? Cơm chín cho hay trên chứ không phải cơm mà chín à? Chín. Lại cả hai cái em ơi. Lên đâu. Con nó đang quay lồng lồng đây này. Bốn thấy. Người. Sửa cái răng này nữa. Dài bao thì nó quay thế. Không, mày coi vui muốn mày. Được rồi. Đấy được rồi. Làm bên kia. Rồi. Nào rồi. Ơi. Con thấy chị đi đổ cái gì trong túi. Cái gì? Con không biết cái gì cay cay ấy. Cái gì giống giống lúc trước con quên ăn đấy. Mì à? Không. Nó dài dài. Nó dài á? À?
Ờ, không phải mình đâu. Cái gì đấy? Nó cũng chẳng rõ. Đây, cầm đi. Đĩa một đĩa một không sao? Có bên hai đĩa à? Vâng. Đĩa ba một đĩa. Quên tay sạch lên mà. Uống thì cái mồm nó.